Bà thì cứ nằm vậy thôi. Dạ. 7 năm rồi hả chị? Dạ 7 năm rồi. Trời ơi, cái bệnh nằm 7 năm rồi cô chú chị ơi. Dạ cô chú thương tình hỗ trợ cái cô bà ha. Bà ơi. À, nói chuyện được không? Biết nói chuyện không được luôn không? Không có nói được. Nay con qua thăm bà nghe. Nhặt cỏ đó, nhặt bà. Rồi, Minh Tê mến chào cô chú chị và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Hiện tại Minh Tê đang ở khu vực phường 9. Thì vừa thăm hoàn cảnh bên kia xong thì cũng có bà con khu vực này nhờ Minh Tê qua đây kêu gọi thêm một hoàn cảnh nữa. Là có một bà cụ thì đang bị bệnh tai biến nằm liệt giường luôn. Gia đình cũng đang rất khó khăn. Thì nhờ kênh Minh Tê để quay để kêu gọi cô chú có thương tình, có trợ duyên gấp giúp cô bà thì gia đình đang gặp khó khăn. Cô bà tên gì chị? Bà tên gì vậy? Em quên. Cô bà tên là Thập Thị Phụ, năm nay nhiêu tuổi vậy? 66 vậy ạ. 66 tuổi chị ạ. Thì Minh Tê sẽ vào bên trong để quay cho cô chú chị cùng xem ha. Rồi em chào chị ha. Chị tên gì chị? Em tên Sơn Thị Son. Sơn Thị Son hả? Dạ. Mẹ, bà nằm là làm sao với chị vậy? Bà là mẹ của em. Mẹ ruột hả? Dạ. Bộ bệnh gì chị? Bệnh tai biến. Tai biến hả? Bị bệnh lâu chưa? Dạ 7 năm rồi. 7 năm hả? Dạ. Vậy bà còn biết gì không? Dạ không. Không còn biết gì không ha? Biết mình nghe mà nói không có được. Vậy ăn uống sao chị? Ăn được một chén cơm nhỏ. Ăn chén cơm nhỏ hả? Dạ, với uống sữa. Vì là tay biến toàn thân luôn hả chị, sao chị? Dạ một bên anh. Một bên hả? Dạ. Rồi tay kia còn cử động bình thường hả? Dạ cử động bình thường. Là lực đại lại là con mừng. Mà nó cửa tay lên hả bà? Còn một bên bên đây. Chung là bên trái là còn hoạt động được, bên phải bị liệt phải không? Dạ. Thì tắm rửa này kia là sao chị? Dạ lau chùi không à. Lau nước nóng rồi chùi mỗi ngày vậy. Ngày 3 lần. Sáng rồi trưa xong rồi tới tối một chút rồi lau mình mãi xong rồi nằm vậy nữa. Rồi chú còn không? Còn. Dạ, chú hôm nay nhiêu tuổi rồi? 65 mấy chị. 65 à? Dạ. Rồi bà được mấy người con hả chị? Ba đứa, gái không? Ba gái à. Dạ. Là chị thứ mấy? Em Út rồi. Có gì ở chung với bà không? Phụ lo cho bà không? Em Út ở chung nuôi hồi nào giờ á. Rồi bà uống thuốc gì không vậy mấy bữa? Dạ có uống mỗi ngày. Uống thuốc mỗi ngày hả? Dạ. Là mình có bảo hiểm hay không? Dạ có. Hồi trước thì không có bảo hiểm, bây giờ hoàn cảnh khó khăn gì á thì người ta hỗ trợ cấp cái bảo hiểm cho bà. Mình đây có ruộng đất gì không chị? Dạ không có gì hết. Thấy cái nhà mình cũng cất cái cũng đàng hoàng, cũng đỡ. Dạ. Mình không có ruộng rồi, công việc của chị hàng ngày là làm gì nghe vậy? Em hả? Em đi phụ bán quán cơm người ta. Phụ bán quán cơm, rồi phụ lo cho mẹ. Dạ, sáng thì ở nhà lo cho mẹ, rồi tới chừng khoảng 1 giờ rưỡi á mới đi làm, tại vì bây giờ bệnh dịch á, nghỉ thời gian. Thì chị làm một ngày được nhiêu tiền? Em ngày làm được tháng có 3 triệu rưỡi à. Tháng 3 triệu rưỡi hả? Dạ. Chị được mấy đứa con? Một đứa thằng trai hồi nãy. Được một đứa con hả? Dạ. Ông xã làm bên nghề gì chị? Ông xã đi làm bên giao nước lọc cho người ta uống. Đi giao nước rồi. Thì cụ bà thì có ngày nằm vậy thôi, chừng nào có. Dạ. Nằm vậy chừng nào một hồi thì em trở qua bên đây. Rồi tới lá cỡ khoảng 15 phút thì em trở qua bên đây vậy. Sợ bà nóng cái lưng người bị lỡ. Rồi ăn uống gì đúc không hả? Dạ đúc không à. Đâu ăn mình được đâu được ha. Đúc không à. Uống nước cũng đúc luôn, cơm cũng phải đúc luôn. Ăn khô thì không có được. Chỉ là nấu canh mình bằm thịt với nấu canh thôi. Có canh mới nuốt vô được thôi. Còn ăn khô queo thì không được. Giờ tay chân bà đâu cứ động được, cứ nằm vậy thôi hả? Dạ nằm vậy nha, chừng nào mà anh trở qua thì bà lật qua bên kia. Còn nếu mà mình trở qua bên đây thì lật qua bên đây. Còn tôi là nằm vậy suốt luôn á. Nằm vậy là 7 năm rồi đó, năm nay. Rồi khổ quá cô chú chị ơi. Chị đâu có đi khám bệnh khám gì được hả chị? Dạ không có đi được. Hồi lúc trước là nhập viện một tháng đi 3 lần lận. Bà giật tới lên tới 240 lận. Bác sĩ nói giật lên tới não luôn rồi. Còn có đi có trễ chút nữa, một phút, khoảng một phút nữa là chắc bà đứt máu não luôn á.
tại vì biết sao nó giật tới 240 hoặc 200 lận. Huyết áp nó tăng không? Dạ, tăng huyết áp. Bây giờ cứ nằm vậy thôi. Dạ. Phải có bỏ một người để phụ coi chứ không có. Thì có mình em gái út thì ở nhà mình phải lo rồi. Dạ. Chứ vừa hôm thì đi làm cho người ta cũng phải bỏ ở nhà vậy á. Coi mấy đứa nít nó giữ bà ngoại giùm mẹ nghe, mẹ đi làm kiếm tiền ăn mua thuốc cho bà. Rồi ba cũng phụ đi làm bảo vệ trực, bảo vệ nuôi để mua thuốc cho cô Tư. Rồi còn em thì em nuôi má em. Rồi một tháng 3 triệu rưỡi có, đâu có đủ sống anh, hoàn cảnh em khó khăn dữ lắm. Rồi bà bận tả hay sao vậy? Dạ, mỗi ngày xài tả không hả? Tả không hả? Dạ. Rồi khổ quá trời. Bận tả rồi tắm rửa là 3 triệu rưỡi là không có đủ tiền mua tả luôn đó anh. Tại vì xài mình xài một ngày gì á, một bịch gì là một ngày 3 cái. Một ngày trung bình 3 cái tả. Dạ, 3 cái tả nhưng mà trong đó một bịch chỉ có 9 cái à. Rồi một bịch gì tới 7 mấy ngàn lận. Cũng không có đủ nữa. Dạ. Bởi vì cũng không khó khăn lắm. Dạ. Nhưng mà phải lo chứ sao giờ. Dạ. Phải lo đi kiếm thêm chút đỉnh cho bà vậy đó. Bà ăn uống bình thường thôi phải không? Dạ, ăn đút bình thường. Dạ. Nhưng mà cũng ăn phải ăn đút một chén cơm gì là phải cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi mới xong. Tại vì vừa đút một miếng là bà sặc, một miếng là sặc. Phải đỡ ngồi dậy, mình vuốt xong rồi mới nằm nữa, nằm xuống rồi mới đút tiếp nữa. Còn tôi là bị sặc á. Em đâu có để cho anh sặc nằm vậy sợ nó bị nghẹt á. Bà thì cứ nằm vậy, cô chú anh chị thấy khổ thân không? Phải bỏ ra một người để phụ lo nữa. Giờ chị thì lương một tháng có 3 triệu mấy à, mà trong thời gian dịch bệnh này đâu có làm hả chị? Hồi giãn cách xã hội tới giờ là không có đi làm được. Giờ chưa đi làm đi ông không? Chủ chưa có mở quán. Dạ. Mà em làm em đâu có đi bỏ giác sáng đâu. Người ta kêu em giác sáng đi nhưng mà em nói thôi con đi không có được đâu. Con chỉ đi 1 giờ rưỡi á, con đi được thôi. 1 rưỡi con đi tới 9 giờ. Mà tổ trả lương con nhiều tháng tại hồi đó có 3 triệu thôi. Rồi em mới nói xong, tại hoàn cảnh em khó khăn vậy đó. Rồi cậu nói ơi, bây giờ tao lên cho mày 3 triệu rưỡi. Rồi mỗi ngày thì em cũng một tháng cũng được 3 triệu rưỡi. Nhưng mà hồi giãn cách xã hội tới giờ là 3 tháng mấy rồi. Đâu có lương đâu. Hơi gì khó khăn lắm. Mình có ruộng rẫy không chị? Có dạ không có gì hết dương, chỉ có cái nhà này thôi à. Hồi đó nhà này là nhà nước cấp cho đó. Nhưng mà tại vì dạ tại em dành dụm người sửa lại á. Rồi ông xã thì cũng làm một phát là như vậy. Dạ 4 triệu cũng xây sở được. Hồi đợt giãn cách xã hội cũng mới đi làm được mấy bữa nay à. Tại vì hồi đợt giãn cách xã hội đâu có đi làm ở đâu được đâu. Ở nhà suốt á. Thấy bà thấy tội nghiệp với cô chú anh chị ơi. Nếu mà có lòng trời duyên thì xin liên hệ gấp để bà có tiền để uống thuốc rồi mua tả. Thì gia đình thì cũng đang gặp khó khăn nữa. Thì hôm nay mình ta chỉ qua đây để quay để kêu gọi cô chú. Nếu mà thương tình thì xin liên hệ kênh gấp này giúp những bà con bệnh tật. Thì những hoàn cảnh này rất là khó khăn, rất là đáng thương luôn. Thì nhà mình ta qua đây để kêu gọi, tôi là kênh của mình ta chỉ quay để kêu gọi giúp đỡ thôi. Ví dụ cô chú thương thì liên hệ với kênh để giúp cái hoàn cảnh nào đó thì xin liên hệ với kênh. Thì mình ta qua đây cũng nhờ người chị ở địa phương này giới thiệu những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mình ta quay. Vì hôm nay em chỉ qua để quay kêu gọi thôi nghe chị ha. Nếu có mạnh thường quân nào thương thì em đem xuống hỗ trợ nghe chị. Dạ. Nói chung là bà thì đang nguy bệnh thế này nè, cũng đang gặp khó khăn nè. Bà thì cứ nằm vậy thôi. Dạ. 7 năm rồi hả chị? Dạ 7 năm rồi. Trời ơi, một cái bệnh nằm 7 năm rồi cô chú anh chị ơi. Dạ cô chú thương tình hỗ trợ cái cô bà ha. Bà ơi. Bà nói chuyện được không? Biết nói chuyện không được luôn không? Không có nói được. Nay con qua thăm bà nghe. Nhặt cờ đó, từ ngày có tài nào có chú nào thương tình thì liên hệ giúp Minh Tơ nha. Trời ơi, bà thì cứ không nói chuyện được là cô chú nhơi. Cứ nằm 7 năm ở đây nè. Trời ơi.
Bà gái giữ sức khỏe nghe, giữ sức khỏe nghe. Đấy, nào có ai thương thì con qua đây thăm bà nha. Dạ. Tôi nghe bà quá rồi. Rồi, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Rồi, bắt tay bên tên nè. Bắt tay, bắt tay chú. Rồi, rồi vậy con xin kết thúc video nha. Cô chú Mạnh Thường Quân nếu mà xem được video đồng cảm trợ duyên gấp giúp bà nghe, phát tội quá trời cô chú chị ơi. Nằm 7 năm vậy nè, cái khổ quá trời. Rồi gì mình ta sẽ kết thúc video tại đây cô chú chị ơi.